Lúc này thì hy vọng tất cả quý vị ở dưới sẽ cùng hòa nhịp chính thức bằng những chảo tay được lớn, có được không ạ? Chẳng đường dài vì em tôi thành phúc giữa tương lai, vì em tôi vượt qua dòng đường đời, vì em tôi là hát gió ra khơi người yêu ơi em trong lòng, vì trong tôi còn lời hát ngóc sáng lên rồi xa anh, vì những gì có người yêu là em thôi, là em cho anh được nhau đôi tay.
Vâng, chào anh Hùng Húc. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tham gia một cuộc thi sức đẹp với tư cách là một ban giám khảo. Vậy khi anh bước vào hội trường của Trường Đại học Công Đoàn với tư cách không phải là một khách mời thông thường mà là một ban giám khảo, thì anh cảm thấy không khí của Trường Đại học Công Đoàn thế nào ạ? Có sôi động không ạ? Không khí như thế nào tất cả quý vị thể hiện được không? Đấy là các bạn thấy đó, thật sự là khi mà Phúc đi trình diễn, thích nhất vẫn là đi hát cho sinh viên, bởi vì sinh viên lúc nào cũng máu lửa và bùng cháy. Người phụ nữ của anh thì anh khó lắm, chắc có thể là lớn tuổi rồi đó, nên là khi chọn người phụ nữ của mình khó, rất là nhiều tiêu chí. Cái đẹp thì đã gọi là cuộc thi sắc đẹp thì người ta luôn luôn phải nhìn vào cái đẹp trước, đúng không quý vị? Quý vị muốn chấm một người, chọn ra 10 thí sinh thì chắc chắn là trong 10 thí sinh đó là 10 người đẹp nhất. Thì cái đẹp nó còn thể hiện ở cái tính, cái nhân cách của một con người. Khi mà thể hiện được nó thì giống như là Phúc sẽ chọn, mình sẽ chọn cái đẹp đầu tiên. Nhưng mà khi đã chọn về ngoại hình rồi thì tiếp theo đó là phải có thời gian để mình tìm hiểu về cái tính tình cũng như là cái nhân cách của bên trong của một người phụ nữ đó nữa. Thì hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay, Phúc cũng như là những ban giám khảo sẽ ngoài chấm cái ngoại hình của những bạn thí sinh thì tìm ra được một người phụ nữ xứng đáng nhất để đoạt giải trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là một người phụ nữ có thể là đẹp về tính cách, đẹp về ngoại hình và cả lẫn bên trong tâm hồn nữa. Vâng, xin cảm ơn anh. Vậy thì với anh Hương Hoàng Phúc thì một người phụ nữ đẹp là không chỉ có ngoại hình mà còn có cả tâm hồn nữa. Và hy vọng anh sẽ sớm tìm được một người phụ nữ như thế cho mình. Xin cảm ơn anh và xin mời anh trở về vị trí ban giám khảo để chương trình chúng ta có thể tiếp tục. Xin mời quý vị. Lại hướng ánh mắt lên sân khấu của chúng ta để đến với phần thi giảng hội.